Xin chào mọi người, hôm nay Trần Liêm tiếp nhận cây ớt 910 của anh khách ở thành phố Thủ Đức đem đến sửa nhiều lỗi lắm, trong đó có lỗi loạn chức năng. Khi mà khui cây đàn ra thì bên trong nhìn hổi oi luôn. Mọi người thấy đây là những cái con led nè ha. Mọi người nhìn, nhiều khi mọi người cũng không biết cái nào viên, cái nào bị chi trét nữa. Giờ Trần Liêm sẽ cho mọi người nhìn kỹ nha ha. Rồi, ví dụ như đây là cái con led chính hãng nè. Nè mọi người thấy không? Còn thấy con bự bự này nè, là cái con led mà cái người sửa trước đây người ta thay vô á. Đó. Thay vô gần hết luôn rồi. Mọi người thấy chai chét không? Chà bá lửa luôn, chà bá lứ luôn, đứt mạch luôn. À ha. Đứt mạch luôn, đứt mạch luôn. Đứt luôn. Ha, đứt luôn. Nói chung là bị sửa rất là nhiều, mọi người đem đến không đúng nơi là toàn là sửa bị tào lao không. À, còn lấy con led sai thông số của chỉ số led. Con led ta nhỏ xíu, người ta gọn gàng, nó nằm nó chỉnh chệ, nó đẹp không? Ha, đẹp không? Đó, đẹp keng vậy đó. Còn ông nội nào mà thay coi nè, chà bá lứ không? Nhìn thấy như là phẫu thuật thẩm mỹ nâng vú vậy đó. Đó. Quá trời quá đất thiệt. Rồi bây giờ Trần Liêm sẽ tiến hành thay có men led bị hư nữa. Trần Liêm bóc ra được con nè, đó, Trần Liêm làm chân rồi nè, Trần Liêm thay vô, lát cho mọi người xem khi mà Trần Liêm thay vô xem nó sẽ như thế nào nha. Rồi mọi người thấy không? À, đây là cái con led mà Trần Liêm thay nè. Đó. Này là led đỏ nè. Còn mấy con led mà nó có hai cái mũi tên, hai cái đầu ô là led led đỏ và led xanh. Còn những con led mà nó chỉ có một cái chấm này gọi là lỗ via đó, một cực âm, một cực dương là led đỏ. Thay vô mọi người thấy nhìn thấy đẹp không? Còn cái con của khách thay nè, nè của người khác thay nè, và con của Trần Liêm thay nè. Đó, mọi người thấy sự khác biệt không? Trần Liêm thay là thay đồ chính hãng vô luôn á, linh kiện của hãng nha. Đó. Rồi mọi người khi mà chú ý là khi mà muốn sửa đàn đem đến mấy cái nơi uy tín sửa mọi người. Trần Liêm không phải tự hào là nơi sửa uy tín nhất gì chứ, nhưng mà mọi người có rất nhiều anh chị em sửa khác cũng rất là hay nha, cũng rất là giỏi nha. Mọi người cứ đem đến đúng nơi thì sửa nó ok. Còn như kiểu này chay trét như kiểu này là cái bo mạch nó sẽ kém bền nha mọi người, tương lai nó sẽ còn hư nữa nha. Cảm ơn mọi người theo dõi video.